thì đi làm bắt tham rất là nhiều, nhưng mà tìm được công việc và phù hợp giống như cái công việc mà các bạn mong muốn sau này thì nó rất là tốt rồi. Nhưng mà đa phần thì những cơ hội như vậy thì rất là hiếm. Thế các bạn hay làm những cái việc như là bán hàng, hay là làm việc ở quán trà sữa, hay là telesale, thì những cái việc công việc như thế thì có được coi là kinh nghiệm để đi vào khi mà có tốt nghiệp tuyển dụng không ạ? Ok. Câu hỏi cũng rất là hay đúng không ạ? Thực ra thì đối với nhà tuyển dụng, người ta không quan trọng là trước đây khi đi làm như em làm cái vị trí nào rất là bắt. Chị nghĩ là không có. Nếu mà em đã làm vị trí bắt, em đã làm ngay tại công ty đấy luôn. Chị nghĩ vậy. Và cái quan trọng, người ta đánh giá về cái khả năng linh hoạt cũng như sự năng động của em. Có thể có những bạn sẽ chọn cho mình những cái công việc là ví dụ em đi làm gia sư trung tâm tiếng Anh, hoặc một số bạn là làm telesale rất tốt. Cái quan trọng là các em về sau cái công việc đấy không, các em có thích hay không, đúng không ạ? Và cái công việc đấy về sau nó có giúp ích được gì sau cái công việc sau này hay không? Ví dụ như bên visa thì các bạn mà làm telesale thì về sau tuyển dụng và kinh doanh visa thì đó là một ưu điểm, tại vì các em đã từng biết kinh doanh rồi nên là chị đánh giá rất là cao. Còn một số bạn có thể đi làm một quán trà sữa, ok, không sao hết. Người ta đánh giá về cái sự năng lực của các em làm gì để trang trải cuộc sống của mình. Nhưng nếu được thì khi đi làm thêm, các em nên chọn cho các em cái công việc nào nó nhàn một chút, nó nhàn như là mình sử dụng trí tuệ của mình này và lương cao hơn. Thì chị cũng chia sẻ hôm vừa rồi cũng rất tình cờ thôi, là cách đây tầm khoảng 2 tuần có một anh cơm trưa cùng với mẹ và anh chị, thì mẹ anh chị kể về câu chuyện ngày xưa là sinh viên đi làm gì. Chị chia sẻ với các em nhá, nhà chị thì ở gần như Hòa Sơn, nhà chị đến trường rất là nhanh, chỉ đi được nửa tiếng thôi. Nhà chị là bán hàng, cho nên sau suốt thời gian là sinh viên chị không đi làm thêm. Nhưng không phải là chị không đi làm thêm, chị về thì làm với bố mẹ chị. Nhà chị bán hàng rất rất bận. Bạn chị thường nói rằng tại sao hình như mày không có quãng đời sinh viên thì phải, vì là mày cứ đi lên học xong rồi mày đi về nhà. Có trong suốt 4 năm là sinh viên của chị đi ăn Notaria với bạn chị 2 lần. Có ai thấy chị ngoan quá không? Ngoan quá. Chị đi ăn Notaria và chị 2 lần, đi ăn Liên Hoan nước 1 lần. Còn đâu còn lại là cứ đi học xong rồi chị đi về nhà, chị giúp bố mẹ chị. Có thể bố mẹ chị trả lương cho chị là cơm ăn bao bữa còn ăn mặc cả ngày, và có xe đi đến trường và đi về. Đấy cũng là một coi trong những cái mà chị có thể giúp bố mẹ chị cũng kiếm ra được tiền, đúng không? Còn đối với bản thân hôm trước thì cũng có một bạn mà chia sẻ là có hai trường phái. Một bạn mà nói rằng là khi ngày xưa là sinh viên ấy, bạn học về tài chính, em là gia sư trung tâm tiếng Anh, mỗi một buổi 2 tiếng em được 2,5 tháng. Em nhàn lắm, một tuần em chỉ đi làm 3 buổi thôi. Thế có một chị hiện nay chị đi làm giám đốc, chị là sếp của chị. Chị bảo trời ơi, chị đi học thương mại. Chị bảo trời ơi, ngày xưa chị đi làm nhá, chị toàn phải dùng metro khiêng mấy cái đệm hết đau hết cả tay, mà lương trả thấp kinh khủng luôn. Thế chị đặt ra một cái câu, tại sao phải có sự trường hợp như vậy? Đơn giản khi ở sinh viên mình rất là làm luôn, mình thấy công việc này hay hay, nó dễ dễ mình đi làm thôi. Còn có một số bạn phải là mục tiêu rất khác, mình đi làm thêm có thời sinh viên của mình, cái công việc này sẽ giúp được gì cho mình, vừa có thêm thu nhập rất cao mà mình lại có thêm mấy kỹ năng tốt. Vậy thì cái máy chọn em muốn điều gì thì em sẽ chọn điều đó. Còn nhà tuyển dụng cũng không đánh giá quá lớn về cái việc là các em toàn là đi làm ở đâu, quan trọng là tại cái thời điểm đó thì các em trả lời như thế nào. Nhưng nếu như các em đi làm thêm một số những cái nơi mà có cái trí tuệ tốt, trí tuệ cao ấy, thì người ta cũng đánh giá các em rất tốt. Thì nuôi bọn em sẽ học được rất nhiều thứ nhé. Đi làm thêm không phải, hay nhớ đó chị, đi làm thêm hoặc đi làm không phải chỉ có kiếm tiền, mà nhớ rằng là mình sẽ học được cái điều gì ở đó. Nghe bản thân chị, khi chị làm visa, chị đi gặp với khách hàng rất nhiều nơi có thể mời chị về làm với có mức lương có thể cao hơn ở visa. Nhưng tại sao chị không về? Tại vì visa là nơi nuôi chị lớn lên, cũng giống như là một cái ngôi nhà thứ hai của chị sau Thăng Long, là tiền đề để chị lớn, giúp cho chị chập chững từ bước chân đầu tiên, từ những cái lúc mà chị không dám đứng trước tổng khoảng 100 người đến tại thời điểm bây giờ hàng nghìn người chị cũng không ngại. Và trao cho chị cái quyền để chị có thể tự do thể hiện bản thân của chị. Nhớ nhá, đừng đi kiếm tiền, đừng đi làm chỉ vì tiền, mà hãy làm bằng sự đam mê. Sự đam mê sẽ dẫn cho các em biết em cần phải làm gì. Rất là cảm ơn chị ạ. Qua phần chia sẻ của chị thì chúng ta có thể thấy là
nên đặt cái vấn đề thu nhập lên hàng đầu, đúng không ạ? Và phải nghĩ đến một chặng đường dài, cái tương lai phía trước mình sẽ làm gì, và phải lựa chọn công việc sao cho phù hợp với những công việc tương lai mà các bạn theo đuổi. Và thực sự là có rất là nhiều câu hỏi đặt cho đại diện chị Lisa nữa, nhưng mà vì thời lượng của chương trình có hạn nên có lẽ là em sẽ gửi câu hỏi này đến công ty sau. Và em đã tìm hiểu về Lisa và biết rằng là phương châm của Lisa đó chính là tin cậy, tiện ích và tận tình, đúng không ạ? Đây chính là những cái mỹ từ mà bên công ty đã dành cho những sản phẩm và hy vọng là khách hàng sẽ sử dụng sản phẩm và được có những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất. Nhưng em nghĩ là không chỉ những sản phẩm của Lisa đâu, mà chính Lisa cũng sẽ là một điểm đến tin cậy nhất, là nơi cho các bạn sinh viên những bài học và hữu ích nhất, và đặc biệt sẽ là những thầy tận tình nhất để dìu dắt cho những tài năng trẻ và chấp cánh cho những ước mơ các bạn có thể bay cao bay xa. Một lần nữa xin chúc cho Lisa ngày càng thành công hơn và khẳng định vị thế của mình, chúc cho các bạn có thể tìm được công việc phù hợp với mình trong tương lai. Cảm ơn ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ chị ở Lisa, và Lisa đang có nhu cầu tuyển dụng rất lớn. Chị rất mong muốn có thể làm đồng nghiệp với các em. Nếu như những bạn nào mà có mong muốn được trở vào Lisa làm việc, hãy tên Lisa, bắt đầu gõ lisa.com.vn để tìm hiểu Lisa. Tại vì chị cũng thấy rất nhiều bạn khi chị phỏng vấn, em theo dõi Lisa từ năm em vào lớp, em là sinh viên năm thứ hai, em đợi đến ngày ra trường để em được vào Lisa. Và khi những bạn nào mà vào Lisa thì chỉ cần ghi là Pháp à, em chị Hiếu, thì chắc chắn sẽ có sự ngoài. Biết đâu ấy, có khi chị là người trực tiếp học vấn đề. Cảm ơn các em rất nhiều. Hẹn gặp lại.